Ai cười hai nhân muốn rút lại. Ha ha ha!
clip ở đây nha cả nhà. Vậy cảm ơn cả nhà đã cho em biết và ủng hộ cho Nguyễn nha. Và đừng quên cho Nguyễn xin được đăng ký và lượt chia sẻ cho cả nhà. Vậy cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và Nguyễn xin phép được clip ở đây nha cả nhà.